Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị khán giả trên hành trình khám phá bí ẩn của lịch sử thế giới. Thưa quý vị và các bạn, khi đất nước xảy ra chiến tranh loạn lạc thì việc ra trận vào sinh ra tử là điều tất yếu của các nam thanh niên đúng không ạ? Nhưng các bạn đã từng nghĩ đến việc phải ra chiến trường ở độ tuổi 88 hay chưa? Ở độ tuổi có thể gọi là thập tử nhất sinh thì tay súng còn có thể cầm chắc hay không? Thế nhưng điều này là hoàn toàn có thể và nó đã từng xảy ra ở Liên Xô. Trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1941 năm 1945, một người lính già 88 tuổi dù đang là giám đốc của một viện nghiên cứu nhưng vẫn xung phong ra tiền tuyến và dùng khẩu súng bắn tỉa để diệt địch. Đó là ai và liệu rằng những phát súng của ông có giúp đảo ngược thế trận hay không? Cùng lịch sử thế giới đi tìm hiểu trong video ngay sau đây các bạn nhé. Nikolai Alexandrovich Morozov là ai? Nhà bác học và nhà cách mạng tương lai Nikolai Alexandrovich Morozov sinh năm 1854 tại Điền Trang Burok thuộc tỉnh Yaroslavl trong một gia đình có chồng là một chủ đất và vợ vốn là một cựu nông nô. Morozov lúc nhỏ học tại gia, sau đó vào học tại trường trung học Moscow số 2. Tuy nhiên, tại trường trung học, ông học kém ở đó và bị đuổi học và từ đó tự học tại nhà. Năm 1871, Morozov ghi danh và trở thành sinh viên tự do tại Trường Đại học Tổng hợp Moscow. Năm 1874, Morozov gia nhập phong trào nhân dân mang tên Tchaikovsky. Cùng với các đồng chí của mình, anh thường xuyên đi đến các tỉnh lân cận cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân. Cũng trong năm đó, Morozov tới Thụy Sĩ để bảo vệ quyền lợi của phong trào Tchaikovsky trên các diễn đàn quốc tế. Sau đó, ông gia nhập hàng ngũ của quốc tế thứ nhất. Năm 1875, Morozov trở về Nga và ngay lập tức bị bắt vì bị nghi là hoạt động cách mạng. 3 năm sau, vụ án mang tên vụ 193 được đưa ra xét xử. Ngay sau phiên tòa, Morozov đã được trả tự do. Sau khi bị giam và ra tòa, Morozov lại tích cực tham gia hoạt động cách mạng nhưng hoạt động bí mật. Sau đó không lâu, anh gia nhập tổ chức Ruộng đất và Tự do và tiếp theo đó đã trở thành một trong những người lãnh đạo tổ chức và thư ký tòa soạn tờ báo cùng tên của tổ chức này. Năm 1879, Morozov cùng các đồng chí của mình thành lập tổ chức Ý chí Nhân dân. Tổ chức này có tôn chỉ cần tiến hành một cuộc đấu tranh cấp tiến và chuẩn bị các hành động thích hợp. Ý chí Nhân dân đã thực hiện một số vụ mưu sát Hoàng đế Alexander II, trong đó có sự tham gia trực tiếp của Morozov. Tuy nhiên, vào năm 1880, Morozov bất đồng quan điểm với các đồng chí của mình và ra nước ngoài. Nguyên nhân dẫn đến bất đồng quan điểm về vai trò của khủng bố trong đấu tranh chính trị. Các đồng chí của Morozov sau đó là một biện pháp cực đoan, không nên sử dụng trong tương lai, trong khi Morozov bảo vệ quan điểm, cho rằng đó là một công cụ sức mạnh bình thường và cần sử dụng thường xuyên. Tháng 1 năm 1881, Morozov cùng vợ bí mật trở về Nga và bị bắt ngay. Một năm sau đó, ông bị tòa kết án chung thân. Thời gian đầu, Morozov thụ án trong pháo đài Petropavlovsk, còn từ năm 1884 chuyển sang pháo đài Lysychansk. Chính cái biệt danh Morozov Lysychansky của ông gắn liền với thời kỳ này. Nhà bác học đa ngành. Nhưng Morozov không bị mất tinh thần và không để lãng phí thời gian. Có điều kiện tiếp cận với các tài liệu khoa học, ông lao vào tự học. Nhà cách mạng bị cầm tù này đã nghiên cứu ngoại ngữ, các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và đã biết đến rất nhiều công trình khoa học. Nga Hoàng công bố lệnh ân xá ngày 28 tháng 10 năm 1905 và Morozov được trả tự do. Đến thời điểm bất ngờ được trả tự do, Morozov đã học và sử dụng thành thạo 11 ngoại ngữ, hoàn thành 26 tập bản thảo về các chủ đề khác nhau, trong đó có các vấn đề cấp bách thời kỳ đó thuộc các chuyên ngành khoa học khác nhau. Ra tù, anh mang theo rất nhiều bản thảo các công trình nghiên cứu khoa học và khối kiến thức đồ sộ trong rất nhiều lĩnh vực tích lũy được trong tù. Hoàn toàn có quyền nói rằng sau thời gian đi tù, Morozov đã trở thành một trong những người có học thức sâu rộng nhất và uyên bác nhất thời bấy giờ. Sau khi ra tù, ông chủ yếu làm các công tác nghiên cứu khoa học, tuy vậy vẫn không quên cuộc đấu tranh giành tự do cho nhân dân. Ông đã cố gắng để xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học của mình và kết hôn. Năm 1909, Morozov nhận lời và trở thành Chủ tịch Hội đồng Hội những người yêu nghiên cứu thế giới, ROLM. Ông giữ cương vị này cho đến khi ROLM giải tán vào năm 1932. Năm 1910, nghi ngờ Morozov có ý định ám sát Sa hoàng Nicholas II, chính quyền đế quốc Nga bắt giam Morozov thêm 2 lần, khiến ông có tổng thời gian ngồi tù gần 30 năm. Nhà cách mạng sau cách mạng tháng 10.
Morozov đón nhận các sự kiện năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga với sự nhiệt tình, mặc dù ông không chia sẻ quan điểm với những người Bolshevik. Bất chấp những bất đồng với chính quyền mới, nhà khoa học nổi tiếng vẫn tiếp tục các hoạt động của mình và thậm chí còn được giao giữ các cương vị mới và các chức danh khoa học mới. Năm 1918, Morozov được bổ nhiệm làm Giám đốc Viện Khoa học Tự nhiên ENI, mang tên F.S. Latgab. Ông giữ cương vị này đến tận cuối đời. Theo sáng kiến của giám đốc mới, viện bắt đầu xuất bản các công trình khoa học về những vấn đề khác nhau trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Trong các cuốn sách khoa học này, các nhà khoa học Nga-Soviet đã đưa ra các lý thuyết tiên tiến trong lĩnh vực cấu trúc vật chất, khám phá vũ trụ. Sau này, những hoạt động Morozov và các đồng nghiệp tại ENI đã được các nhà khoa học hàng đầu trong nước và trên thế giới đánh giá rất cao. Tuy nhiên, riêng phần nghiên cứu lịch sử và các học thuyết về lịch sử của ENI lại không được giới học thuật Hàn Lâm ủng hộ. Năm 1932, chính quyền thành phố Leningrad đóng cửa ROLM do Morozov làm chủ tịch. Trước đó đã có một cuộc điều tra và phát hiện ra một nhóm phản cách mạng trong tổ chức này. Khác với một số đồng nghiệp, Nikolai A. Morozov sau đó không bị vào tù. Tuy có phải về làng Borok của mình sống trong một thời gian, cũng vào giai đoạn này, Morozov được bầu làm viện sĩ danh dự Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Sau giai đoạn này, nhà bác học lại tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Trở thành lính bắn tỉa ở tuổi xưa này hiếm thấy. Ở tuổi 85, Nikolai A. Morozov bắt đầu đam mê môn bắn súng quân dụng. Năm 1939, ông đăng ký tham gia Hội Hỗ trợ Quốc phòng, xây dựng ngành hàng không và ngành hóa học, một tổ chức chính trị xã hội của Liên Xô, gọi tắt là OSRA VIAHIM. Hội này xây dựng ngành hàng không và ngành hóa học, tồn tại từ năm 1927 đến 1948. Morozov gia nhập hội và theo học các khóa bắn tỉa. Dù tuổi đã cao, nhà cách mạng, nhà bác học này đã tỏ ra rất có năng khiếu bắn tỉa và thường xuyên đến trường bắn để luyện thành thục kỹ năng bắn tỉa của mình. Và cơ hội để ông thể hiện trình độ bắn tỉa của mình cũng đã đến vào ngày 21 tháng 6 năm 1941, khi phát xít Đức bất ngờ tấn công Liên Xô, khiến nhiều người dân Leningrad thiệt mạng trong những trận pháo kích. Morozov khi đó đang làm việc tại Leningrad đã viết đơn gửi hội đồng quân sự xin ra chiến đấu ngoài mặt trận. Nhưng lý do tuổi cao, ông đã bị từ chối. Tuy nhiên, Morozov vẫn liên tục gửi đơn và thậm chí là đe dọa sẽ gửi đơn lên cấp cao nhất, tức là Stalin. Vậy cuối cùng thì mong ước được cống hiến cho đất nước của ông có được thực hiện. Người lính đã 88 tuổi này sẽ tiếp tục kiên trì hay là từ bỏ? Cùng đón chờ những tình tiết vô cùng hấp dẫn trong phần sau của video nhé! Morozov cho rằng, khi tổ quốc lâm nguy và quê hương bị giày xéo dưới gót giày phát xít Đức, tất cả phải đóng góp để giành chiến thắng. Quân đội phát xít thường xuyên bắn phá thành phố Leningrad và ông muốn báo thù cho những người phụ nữ và trẻ em bị chúng giết hại. Với uy tín rất cao và sự kiên trì gần như hàng ngày, cuối cùng lãnh đạo thành phố cũng không chịu được. Năm 1942, Hội đồng quân sự Leningrad đành đầu hàng và gọi Morozov nhập ngũ. Tuy nhiên, ông chỉ được phép ra trận trong cương vị lính bắn tỉa trong đúng một tháng. Khi viện sĩ Morozov mang theo khẩu súng trường bắn tỉa Moshin Nagan tới trình diện, thiếu tá chỉ huy một tiểu đoàn phòng thủ tại mặt trận Volkhov vô cùng bất ngờ. Tháng 6 này, tôi 88 tuổi, anh đừng băn khoăn, không ai gọi tôi vào quân đội, tôi tình nguyện. Hãy chỉ cho tôi vị trí bắn được, tôi không cần gì đặc biệt, giống mọi người là được. Morozov nói với tiểu đoàn trưởng. Sau 2 ngày chọn vị trí, Morozov cẩn thận trinh sát địa bàn và lựa chọn vị trí bắn. Cuối cùng, ông chọn một trận địa gần chiến hào, có tầm quan sát rộng và tự chuẩn bị cho mình vị trí bắn. Trong thời tiết giá lạnh, viện sĩ Morozov với khẩu Mosin-K nằm phục đến 2 giờ đồng hồ, cho đến khi ông tìm được mục tiêu hợp lý, một sĩ quan Đức. Ngắm rất cẩn thận, Morozov hạ viên sĩ quan này chỉ bằng một phát đạn, lập chiến công đầu tiên. Đây là một tình huống ngoài sức tưởng tượng, một viện sĩ viên Hàn Lâm nổi tiếng thế giới lại là một xạ thủ bắn tỉa đáng sợ. Câu chuyện giống như việc Albert Einstein tham gia chiến đấu chống phát xít. Trong khoảng thời gian ngắn ở tiền tuyến, Morozov hạ thêm nhiều lính Đức. Trước khi nổ súng, viện sĩ già tính toán rất cẩn thận đường đạn, đặc biệt trong điều kiện độ ẩm cao. Xuất hiện trong chiến hào, viện sĩ Morozov khiến tất cả các sĩ quan và chiến sĩ Hồng quân choáng váng. Ông đi dưới chiến hào không cần gậy, nhanh nhẹn cúi mình ẩn nấp khi bị không kích và pháo kích và sử dụng súng bắn tỉa thành thạo như một người lính đầy kinh nghiệm. Ông không hề than thở dù điều kiện chiến đấu khắc nghiệt. Ở tuổi 88, xạ thủ bắn tỉa này hoàn toàn không đơn giản. Tin tức về Morozov lan khắp mặt trận Volkhov và tới tai chỉ huy quân Đức. Theo lệnh của chùm phát xít Hitler, lực lượng cảnh sát mật Gestapo liệt Morozov vào danh sách những người cực kỳ nguy hiểm với Đức Quốc xã và kết án tử hình vắng mặt. Phát xít Đức săn lùng Morozov thường xuyên pháo kích các vị trí trúng nghi, xạ thủ, viện sĩ đang ẩn náu.
Chỉ huy mặt trận ra lệnh ngay lập tức rút Morozov về hậu phương và yêu cầu viện sĩ quay lại tập trung nghiên cứu khoa học. Phản đối nhiều lần không được, Morozov rời mặt trận Volkhov. Ở hậu phương, Morozov nhiều lần đề nghị được trở lại chiến trường làm xạ thủ bắn tỉa, nhưng bỏ cuộc sau vài tháng bị khước từ. Sau khi Leningrad được giải vây, viện sĩ Morozov đã được tặng huy chương vì phòng thủ Leningrad. Không lâu sau đó, ông được trao tặng huân chương Lenin đầu tiên. Năm 1945, nhà bác học được tặng huân chương Lenin thứ hai, đồng thời cũng được trao huân chương vì lao động dũng cảm trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Trong lá thư gửi lãnh đạo Stalin vào ngày 9 tháng 5 năm 1945, Morozov viết: "Tôi hạnh phúc khi còn sống để chứng kiến ngày chiến thắng phát xít Đức, những kẻ gieo rắc bao đau thương cho Tổ quốc và nhân loại chúng ta. Thật tiếc vì tôi chưa làm được gì nhiều trên chiến trường để góp sức cho chiến thắng." Di sản khoa học. Sau khi trở về Leningrad sau phong tỏa, Morozov lại tiếp tục công việc khoa học của mình, và bây giờ những nghiên cứu của ông và ENI được thực hiện gắn liền với những nhu cầu cấp thiết của đất nước đang có chiến tranh. Nhiều công trình khoa học về những vấn đề mới nhất đã được thực hiện và được công bố. Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô, nhà cách mạng và chiến sĩ bắn Nikolai Morozov qua đời ngày 30 tháng 7 năm 1946 tại nhà riêng ở Boka với lời chăn chối: "Vĩnh biệt những vì sao, ngôi nhà này sau trở thành bảo tàng. Để tưởng nhớ nhà khoa học, tên của ông đã được đặt cho các đường phố, xí nghiệp, một hành tinh nhỏ và một miệng núi lửa trên mặt trăng. Hơn nữa, các đường phố được đặt tên khi ông vẫn còn sống." Nikolai Alexandrovich Morozov đã sống một cuộc đời sôi nổi và đầy bão tố, đã để lại một di sản lớn, các công trình nghiên cứu của ông đề cập đến nhiều lĩnh vực và ông đã có những đóng góp rất đáng kể, tạo nền móng cho những thành tựu thực tiễn sau đó. Morozov là một trong những nhà khoa học tự nhiên chủ chốt thế kỷ 20 và là một trong những người sáng lập ra ngành khoa học vũ trụ Liên Xô. Morozov ở cấp độ cao nhất trong mọi chế độ, một ngôi sao sáng trong nền khoa học thế giới, tác giả của những công trình khoa học phi thường, người đặt nền móng cho một trung tâm khoa học quốc gia và trở thành chiến sĩ tình nguyện trên chiến trường, một người lính kiên cường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Và cho đến tận ngày nay, viện sĩ Hàn Lâm Khoa học Liên Xô Nikolai Alexandrovich Morozov, người lính già nhất của Hồng quân trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại. Có thể nói ông là một tấm gương, một ngôi sao sáng để những người lính Nga nói riêng và cả nước Nga nói chung học tập và noi theo. Video của Lịch sử Thế giới cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.